Thưa các bố các mẹ, thưa các cái mảng ở Yên Bình khưa màu xanh của đô rừng, điểm dân cư ở Mương Nhạp, xã Đôn Ruộng, huyện Mương Đa Bắc là khu tái định cư khẩn cấp cho đàn nhà dân chịu ảnh hưởng trong đợt mưa giao năm 2017. Khâu hơn 4 năm khổng, cuộc khổng của mọi mình đã có đưa thay đổi, ghi nhận bớ phỏng sự khâu. Ô con cái lo tưới mỗi khi trời nối dồn bão, hàng ngày chuyên tâm bê vườn đắc cơ lại. Chứ đến cơn giao lịch sử đưa năm trước đã tân xa mơ lòng ký ức của cải đinh thị trực. Mò đã từ ngõ kia cái tan khô của cơn giao bao năm 2017 đến bên nhà mình, làng mình, quyền mương mình. Cả nhi của khổng mặc dù vẫn phải tử cung tử cấp, mê bữa khi chuyến đến khu tái định cư mới, cuộc khổng của cải trực cũng đưa người ở lòng làng đã bình yên, bùi hơn. Nước quan tâm với 3-4 năm nay chuyến xa nơi ở mới thì người dân ổn định cuộc sống, la ăn lại ổn định hơn, khá tí lai với lại người dân đỡ lo lắng với thiên tai sạt lở. Khi mới Mương Nhạp có hơn 80 nhà dân khổng ở dọc nằm không đa. Tuy tinh tỉ, đợt mưa giao vào cuối năm 2017 gây xế lớn nghiêm trọng ở huyện Đắk Bắc. Trong tỉ có xã Đôn Ruộng. Điểm tái định cư Mương Nhạp là khu tái định cư khẩn cấp cho 25 nhà dân bị ảnh hưởng do trận mưa giao, án la bớ đầu năm 2013. Khâu hơn 4 năm về lung ớ mới, cuộc khổng của mọi mình đa tân ổn định. Điểm dân cư án la quân tủ bê đan ngôi nhà mãi ngòi kiên cổ, ăn khả bê tông chả quên, điều bị đưa hạ tương thiết yếu giúp cho mỏ mình yên tâm xây dựng cuộc khổng. Quyền này rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước quan tâm cho đến hàng ngày cái chữ này. Quyền quyền ta khử tức là nhân thức án, tức là ta luồng tăng cái cơ, được khi là chống đắng, chống sỏ, chữ hạ nửa, coi như là vệ sinh môi trường. Tàn dơ phun này để quyền quyền chưa có chỉ là rau cỏ, nhưng mà phong cách của quyền biển án chỉ bộ chính quyền ở ni bởi đáng dân rất quan tâm, cái này rất là cảm ơn tỉ như phong ni ta còn tan tôi cái ăn cái mắc chùa thằng là ta như ứ chứ miết chuôi may nhưng mà là chủ trưởng của nhà nước tan tôi thực hiện bởi về cái cá cái an ninh tỉ nhà tất cả coi như là phát triển kinh tế tan tôi cứ dần dần khắc phục. Vai kể quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Bắc đã dùng tối đa nguồn lực xã hội hóa đỡ mà chăm lo đời khổ mỏi mình. Ngay sau khi khu tái định cư án La Tình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đều bị đan sớ, ngành đã đùm giúp la một lớp học cho tết mầm non, cùng hai lớp học bản chủ cho khối tiểu học, tạo điều kiện cho con cái mỏi mình luôn nghề có điều kiện học tập sôi hơn. Năm 2017 thì nhà trường chỉ thiệt hại rất là lớn về là năm 2017 nhà trường cũng chịu ảnh hưởng do mưa giáo lịch sử. Nhà trường cũng rất là cố gắng làm việc khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời cũng nhấn ảnh cái quan tâm của tán cấp tán ngánh đều lá lại cơ sở vật chất của nhà trường, đặc biệt là tán điểm trường lệ ở mỗi chỗ chòm với lùa công ảnh bộ kẻ học trình đúng thuận cũng ủng hộ phụ huynh cũng rất là ủng hộ. Mặc dù vẫn còn đưa khó khăn vất vả, mê án chuyến đến lung ớ mới ổn định hơn, mọi mình ở khu tái định cư Mương Nhạp đã cùng đang từng ngày nỗ lực vươn lên tạo dựng cuộc sống mới. Bầu đã mắt tận dụng lợi thế của quê mương như tôi cả lồng, đánh bắt thủy sản, côn lồng rừng, đỡ mà cải thiện thu nhập. Điều mong hảo đưa nhất của bầu là khởm có áng khả nổ bớt lung tâm xà đỉnh làng, đỡ mọi mình đi lại thuận tiện hơn. Thưa các bố các mẹ, thưa các cái nguồn mạng, lo rộng dân gian là hoạt động ở thế thiểu lo ngày đầu xuân mới của mọi mình đang dân tộc tỉnh Hòa Bình. Trải qua ở mất cơn nào thời gian, đang lo rộng dân gian để cả ni vấn án hiêm dữ cùng tính cái nét văn hóa đặc sắc của mọi mình. Phần cuối chương trình ngày hôm nay, mời các bố các mẹ các cái nguồn mạng đều ngỏ phòng xử lo rộng dân gian của mọi mình lo ngày xuân mới. Xếp đến xuân về, ni là khoảng thời gian mà mỏ mê nên dân tộc nghỉ nhọc không một năm là việc vất vả. Đều với không khí đón xít đâm ẩm trong mỗi nhà, không khí ngay xuân con tình bùi trờ phẩn khởi hơn khi mà có đất hoạt động bùi rộng. Bê mỏ mê nên dân tộc tính Hòa Bình,
ngay xuân mới, mò mình tổ chức đưa đan hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng, long thì có đan lo rộng dần dần. Dù chỉ là một khoáng thời gian ở chơi khưởng, hắn ở một bài đan rộng băng phẳng, bầu y có thế là đưa lo rộng ưa thích. Đối với hắn địa phương thì xa dịp Tết thì hay tổ chức một số cái hoạt động trò chơi dân gian như là tỉnh máng này, tỉnh phóng chuyền này, kiểu co này, đấy cây này, hoặc là một số cái hoạt động thể dục thể thao là đá bóng nam và đá bóng nữ, tham gia một số cái hoạt động thể dục thể thao như đi thì tạo ra cái không khí hoặc là có một cái không khí đoàn xuân vui vẻ và cho mọi người phấn khởi từ hơn nữa. Mùa xuân là khi khởi đầu của mỗi năm, y là mùa lễ hội của mọi miền đất dân tộc. Bề lùng đất hòa bình, lùng có đưa dân tộc điêu khổng. Lễ hội đầu xuân thể hiện nét văn hóa đặc trưng truyền thống của mỗi một dân tộc. Có dịp đến bên lễ hội khai hạ của mọi mương, ông chỉ cần kia án nét đặc sắc lòng đất nghi thức, nghi lễ, mà bầu con có thế hoa mê bao đan hoạt động bùi rộng, lòng thì có đan lo rộng dân gian. Đưa lo rộng án bầu lưu chuyên cung báo tôn như ném con, đẩy máng, đẩy đu, đẩy cẩy, kẻo co, bánh nả. Cùng cứ mối đổ xuân về đều án phát huy. Trò chơi dân gian ngày xuân hoặc là ngày hôi thì có cái trò chơi dân gian kéo co, tới cây hoặc đánh máng, hoặc hát cùng hát bí đi ạ. Xong ngày hôi, ngày lê, ngày nọ mình cái có thành trò chơi đi. Mình tổ chức thà những cái trò chơi này mình rất là phấn khởi và tao không khí vui chơi và rất là bổ ích ạ. Có đáng và chính quyền thành lập sang ngày lễ hội khai hạ mừng khí tế cho mọi người dân bản sắc dân tộc Mường tỉnh Nghệ An thế là những trò chơi kiểu to tế cây hát Mường điểm con thế là lễ hội ngày đầu xuân của năm mới năm 2003 và rất phấn khởi. Ông chỉ cần có lễ hội khai hạ của mỏ Mường lòng đăng lễ hội của mọi miền đất dân tộc tỉnh Hòa Bình, có thế thiểu án đất lo rộng dân gian. Cứ một lo rộng đều có nét độc đáo riêng. Nếu như lo rộng ném con, đánh đu, khó phân biệt án chuyển thẳng thua. Mê khi nó ý là đất lo rộng có thể thiểu lòng đăng lễ hội. Bởi nó đơn thuần là một hoạt động giải trí, đất lo rộng nê con dòng, lòng tỉ giải trí văn hóa đặc trưng của dân tộc, án lưu truyền qua ô mắt cửa nó thể hệ. Đưa lo thể hiện cái mảnh giản réo dài như bánh nả, đòi hỏi mỏ chơi phải có quá trình chuẩn bị sốt, có kỹ thuật điêu luyện mẩy thanh công. Lo đấy cậy y là một lo rộng đặc sắc, đòi hỏi mỏ tham gia ở chỉ cần có khước mảnh mà cân để sự khéo léo, tính toán khi mà rộng. Lòng khi tỉ, lo kéo co lại cân khước mảnh tập thế, bê sự phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt, đứa có thế danh chiến thẳng. Lòng đất lễ hội, đưa lo rộng dân gian án la, từng bưng náo nhiệt, tên một món ăn tinh thần cho mọi mình y như thu hút khách. Khi tham gia mà cái phần thi kéo co này thì em cảm nhận là cái không khí của ngày hội là tất cả. Khi mà tham gia phần thi kéo co, tôi kia rất là ưa vì mình ăn giao lưu bê đan làng bản. Không khí rất náo nhiệt, cổ động viên cổ vũ nhiệt tình, tạo ra không khí rất là bùi. Ngoài được các cổ động viên thì cổ vũ nhiệt tình, tạo ra một cái không khí nó ra là em nói sao nhỉ, nó khá là vui. Trong không khí náo nhiệt của lễ hội, đưa mọi có thế ó ảnh tham gia, mê vắn hoa bảo đảm khỏm, đứa mà cố vũ, đứa cảm nhận không khí bùi trơ, cùng thêm chân lòng hơn đang giải trí truyền thống của dân tộc. Quy hưởng của cô chủ ở xa Gia Mù, tức là cái bản sắc dân tộc đã khởi dậy ra đôi mà các cái trò chơi dân gian. Hiện nay như vậy thì lập lại, tức là nói mang cái tính chất nói bằng chính chất là khởi dài nó mà dư lại cái nền văn hóa là một mà nó đặc biệt là có nhiều cái nó vào chính trị rất nhiều, tức là ví dụ như vậy là cho trời dần dần ví dụ mình tưởng tượng lại cái thời mình nghèo khổ ốc của chị dép và mình tỉ ca kheo chẳng hạn, nói là tính chất hoặc là đánh máng tướng đi là trên đi mình có các máy tính tánh cơ, nhưng mà trước thì nó có nó là tánh máng, nhưng mà do cái kỹ thuật, do cái năng động, do cái sáng tạo của cái đầu óc con người, tức là mình tánh máng mình hay mắt tính toán, mắt la thì nó cho xét thẳng một cái từ như một thí dụ thế nào, nhưng mà cái bản sắc dân tộc của mình là cười dài bất kỳ, nhưng mà mình ói cả cho bất đi.
có thấy rằng khi tham gia lo rổng, giải trí giải thưởng ở quan trọng ở mặt vật chất mà do ý nghĩa tinh thần đưa. Tì ăn ngọ là sự khởi đầu của một năm mới đầy mặn mặn. Ở chỉ cần có tác dụng rèn luyện cơ khỏe, thể hiện cái khéo léo của mọi rổng. B. Việc tổ chức đơn giản ở giới hạn đổ suối, thương án la vai lơi, khênh bê thiên nhiên. Việc tổ chức đan lo rổng dân gian có vai lo như một khởi dây vô hình, có phần gắn kết cộng đồng, vun đắp tinh làng, nghĩa xóm. Tôi này là dân tộc Mường, làng Cùng Hoa, là cơ khết là năm đó chúng tôi thả cái tinh thì là chua nên là cây hạ đầu xuân, là có cái di chiến phơ thủy hơ, là cơ khết là công chiêng nó là vui hối, nó là khai xuân là bổng đẹp con, toàn dân là vui hối, thì là thì chỗ mánh khuế, ăn riêng lá thà, ăn khang thịnh vượng. Đối với mọi miền đan dân tộc, lo rổng dân gian là di sản văn hóa quý báu, án lưu truyền công hiếm dữ. Cả ni đều bê bổ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Mọi miền đan dân tộc thiểu số ở Hòa Bình, khi no y coi trọng việc bảo tồn công phát huy đan giả trị văn hóa dân tộc. Long tỷ đan lo rổng dân gian khi no y là con cháy đầy khư khổng, có phân nương lên đầy khổng tinh thần cho mọi miền.